Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 31 tháng 7, có 4.060 ca mắc COVID-19, gần 6 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng. Thủ tướng yêu cầu thay đổi chính sách ưu tiên tiêm vaccine. Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Toàn cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội sau một tuần giãn cách xã hội. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 31 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 4.060 ca mắc COVID-19. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 2.503 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 141.122 ca. Hiện cả nước đã tiêm chủng gần 6 triệu liều vaccine COVID-19. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 7 đến 6 giờ ngày 31 tháng 7, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 2.503 ca, Bình Dương 868 ca, Đồng Nai 222, Tiền Giang 123, Bà Rịa Vũng Tàu 76, Cần Thơ 55, Vĩnh Long 48, Bình Thuận 38, Đồng Tháp 31, Phú Yên 28, Kiên Giang 16, Đắk Lắk 11, Sơn La 10, Bình Định 9, Thừa Thiên Huế 4, Quảng Trị 4, Đắk Nông 4, Hà Nội 3, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 2, Hậu Giang 2, Kon Tum 1. Trong đó có 973 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 31 tháng 7, Việt Nam có 141.122 ca mắc, trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 138.887 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 137.317 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 9 tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị và Nam Định. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi là 35.484 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 411 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca. Ngoài lực lượng tuyến đầu, các tổ COVID-19 cộng đồng, người cao tuổi, người tham gia chuỗi cung ứng sản xuất, Thủ tướng tán thành việc ưu tiên tiêm vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tại Hội nghị Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để triển khai nghị quyết của Quốc hội thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống COVID-19 ngày 30 tháng 7. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước ghi nhận 133.206 ca nhiễm. COVID-19 ở các tỉnh phía Nam tiếp tục phức tạp với vùng dịch lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 86.000 ca nhiễm, Bình Dương xếp thứ hai với hơn 12.600 ca. Hàng chục tỉnh thành đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 chống dịch lây lan. Theo Thủ tướng, COVID-19 với virus nCoV và các biến thể là căn bệnh thế kỷ, tạm thời chưa có thuốc điều trị. Vì vậy, phải có chiến lược tiếp cận, nhiệm vụ giải pháp mới hơn. Trong đó, phòng ngừa là cơ bản, là chiến lược, cộng với vaccine và ý thức của người dân, các biện pháp công nghệ thì mới ít thích ứng với điều kiện chống dịch trong tình hình mới. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo chính phủ cũng kêu gọi các địa phương trên cả nước chia sẻ ưu tiên vaccine cho Hà Nội và một số tỉnh có nhiều khu vực công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, các cơ quan chuyên môn tính toán cụ thể mức độ ưu tiên phù hợp với tình hình, khả năng cung ứng, Thủ tướng yêu cầu. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành phải quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chiến lược vaccine, đặc biệt đẩy mạnh ngoại giao vaccine, hợp tác công tư để mua được nhiều nhất, nhanh nhất có thể. Các địa phương cần tổ chức tiêm kịp thời, hiệu quả, an toàn, không để lãng phí vaccine và thời gian. Về công tác phòng chống COVID-19, người đứng đầu chính phủ yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang bùng phát dịch có giải pháp giảm tối đa ca tử vong, phong tỏa cách ly phải triệt để, kết hợp các chính sách, biện pháp kiềm chế đỉnh dịch và kéo giảm số ca mắc.
Ngoài giải pháp chung, các địa phương này thực hiện một số biện pháp riêng, đặc thù theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia Bộ Y tế. Lãnh đạo chính phủ cũng đề nghị các địa phương thực hiện cách ly, giãn cách chặt chẽ những đáp ứng 3 yêu cầu, hỗ trợ tối đa người dân về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, chính đáng, hợp pháp của người dân. Thủ tướng đánh giá khâu tổ chức thực hiện thời gian qua còn nhiều hạn chế. Theo đó, dù các chủ trương chính sách, quy trình rất nhất quán, rõ ràng, nhưng việc thực hiện có nơi có lúc chưa đạt hiệu quả, thậm chí còn trì trệ, vẫn còn có biểu hiện rất lơ là, mất cảnh giác khi chưa xảy ra dịch hoặc khi dịch đã đi qua. Theo người đứng đầu chính phủ, việc chuẩn bị 4 tại chỗ của các địa phương chưa tốt, đặc biệt khi dịch bùng phát mạnh mẽ, diễn biến phức tạp thì mất kiểm soát, không có khả năng đáp ứng. Một bộ phận người dân chưa nhận thức được hết nguy cơ lây lan, phát triển của dịch nên chưa chấp hành nghiêm các quy định hướng dẫn. Cùng với đó, một số địa phương thực hiện các chỉ thị 15-16 còn chưa nghiêm ngặt. Người dân vẫn đi lại, tụ tập, giao lưu, không đeo khẩu trang, trong khi chính quyền lại chủ quan dịch lây giữa người với người nên chấp hành nghiêm việc giãn cách sẽ ngăn chặn ngay được sự lây lan. Thủ tướng nhấn mạnh, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định dịch sẽ còn căng thẳng cho đến khi đạt được miễn dịch cộng đồng bằng vaccine hoặc có thuốc đặc trị. Vì vậy, các địa phương phải rất cảnh giác, luôn luôn trong tình trạng có dịch. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi tất cả lãnh đạo các tỉnh thành trong thời điểm này nhường một phần vaccine để thành phố Hồ Chí Minh tiêm trước cho người dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Lúc này, từng liều vaccine cực kỳ quý giá giúp thành phố chống dịch. Theo Phó Thủ tướng, nếu các địa phương hưởng ứng chủ trương này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kêu gọi lao động ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine. Sau khi tiêm xong, thành phố sẽ cho công nhân đi làm tiếp để vừa có thu nhập, giảm bớt cứu trợ, vừa giúp mọi người được làm việc trong trạng thái bình thường mới. Từ 18h30 ngày 30 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam bị phong tỏa vì 4 nhân viên y tế dương tính với nCoV. Theo ông Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong 3 ngày phong tỏa, ngành y tế sẽ khẩn trương truy vết tiếp F1, F2, đến ngày thứ tư sẽ cho xét nghiệm toàn bộ nhân viên. Qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phát hiện một bác sĩ và 2 điều dưỡng mắc COVID-19. 3 người này làm việc tại khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện sau đó xét nghiệm hơn 600 mẫu, xác định thêm một nhân viên ở khoa y học nhiệt đới dương tính với nCoV. Khu cách ly đã khử khuẩn, cho ekip mới vào thay toàn bộ để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, ông Đạo nói. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị 9 bệnh nhân COVID-19 ở khu riêng biệt. Đây là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của tỉnh. Từ ngày 18 tháng 7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 107 ca bệnh, trong đó 2 ca trong cộng đồng, 58 ca trong lây nhiễm thứ phát đã cách ly tập trung trước khi phát hiện, 22 ca nhập từ các tỉnh và 25 ca nhập cảnh. Một tuần giãn cách toàn xã hội, từ ngày 24 tháng 7 đến 30 tháng 7, Hà Nội ghi nhận tổng 434 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Các ổ dịch chưa rõ nguồn lây vẫn tiếp tục phát sinh thêm ca nhiễm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 6 giờ ngày 24 tháng 7, Hà Nội giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày. Người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Trong thời điểm giãn cách, Hà Nội ghi nhận thêm một ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Ổ dịch này khởi phát từ một ca sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng, từng đến khám bệnh tại khoa nội 3. Từ ca chỉ điểm, bệnh viện đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đến tối ngày 30 tháng 7, phát hiện tổng 59 ca dương tính. Từ 18 giờ ngày 25 tháng 7, bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân và thực hiện cách ly y tế trong vòng 14 ngày, cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng. Ngày đầu giãn cách toàn xã hội, thành phố ghi nhận số ca thấp nhất với 23 trường hợp. Các ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng dần lên, đặc biệt là ngày 27 tháng 7 có tới 76 người. Đến tối ngày 29 tháng 7, Sở Y tế chỉ ghi nhận thêm 7 ca, giảm hẳn so với các ngày trước. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 7 tăng vọt lên đỉnh điểm 119 trường hợp. Dịch diễn biến xấu tại nhiều quận huyện, các chùm ca bệnh chưa qua 14 ngày liên tục ghi nhận rải rác các ca mắc mới. Đặc biệt, những trường hợp qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng chưa rõ yếu tố dịch tễ. Như vậy, đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội có tổng cộng 1.100 ca, trong đó 663 người ngoài cộng đồng và 437 người trong khu cách ly tập trung.
Tính riêng từ ngày 5 tháng 7 đến tối ngày 30 tháng 7 có 831 trường hợp. Hà Nội có 8 chùm ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây và 3 chùm khác liên quan đến các tỉnh thành phố có dịch. Đợt này, dịch lan ra 29 trên 30 quận huyện thị xã, nhiều nhất là quận Hai Bà Trưng với 120 ca, sau đó là quận Hoàng Mai 112 ca và huyện Đông Anh 79 ca. Huyện duy nhất vẫn đang giữ vững được thành trì là Phúc Thọ. Tuy chỉ mới ghi nhận gần đây, nhưng chùm ca bệnh ho sốt thứ phát ngoài cộng đồng có ca nhiều nhất với 222. Tiếp đó là chuỗi lây nhiễm liên quan đến phường Tân Mai, quận Hoàng Mai với 92 và liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh là 90 ca. Ngày 26 tháng 7, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn, đặc biệt những quận huyện xuất hiện nhiều ca mắc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể giải đáp kịp thời.